nhiều. Sức khỏe. Sức khỏe. Cái này không có cái bàn kê nên là mình viết nó hơi rồi, rồi. Dạ. Chữ hơi xấu chút xíu cũng không sao. Bây giờ nếu mình quay gì thì khoan. Nếu quay như khán giả đang xem gì không biết chữ gì tưởng là chữ chữ cái Thái Lan. Dạ. Đó, đây nè các bạn, giống như chữ Thái Lan vậy nè. Bây giờ để quay, để Lê Thanh sẽ quay ngược lại. Cái chung thì chữ thiên mà thì là ông bà ở trên điện xuống thì là mình ở dưới này mình nhìn lên là mới thấy được ạ. À, giống như đây mình nhìn lên á. Đây các bạn. Thì mà là các bạn cũng hiểu là tức là nó tấm giấy nó dày. Thì đây Lê Thanh cũng đang thấy được. Thế nhưng mà nhiều khi qua cái màn ảnh với cái dày quá mình không thấy được. Thì chứng tỏ là thủy thủy cũng đang nói đúng đó các bạn. Ra ra một cho một. Này không? Dạ. Đây đây. À, bây giờ là sẽ cho cả nhà Thảo xem Thảo ha. Đang kiểm tra. xin chào cộng đồng mạng. Giơ cao lên vậy. Cộng đồng mạng. Lên. Không gì là thấy à. Cộng đồng mạng thật người sức khỏe. Sức khỏe. Đâu để coi có sai chữ nào không. Xin chào cộng đồng mạng, chúc cộng đồng mạng thật nhiều sức khỏe. Ồ cũng hay quá chứ. Dạ, bởi vì là tiếng chữ này chữ thiên, ông bà ở trên điện xuống. Dạ. Là con người phàm mình mà muốn nhìn thì là phải soi lên cái ánh sáng ở trên. Vậy đó ha. Đây cũng gọi là chữ thiên đúng không? Thấy được. Tức là những dòng chữ này đang viết ngược mình cũng gọi là chữ thiên ha. Dạ, là chữ thiên. Còn nếu mình viết đúng cái quy trình của mình thì gọi là chữ phàm. Nhưng mà mình viết được mình là thì gọi là chữ thiên. Mình để bên đường như thế này mình đâu thấy gì đâu. Tâm nhi tránh gì đâu nhìn thấy lên thiên mới thấy quá. Nhưng mà đưa lên thì là không vậy là mình thấy được ạ. Mình viết được cái chữ này là bao lâu rồi chị? Dạ từ tuổi mình còn đi học, tự nhiên mình ngồi buồn thì tự nhiên là mình bất chợt mình viết như vậy. Rồi tự nhiên mình quên đi. Cái đó chị mình gọi là viết nữa. Cái đó chị gọi là theo tâm linh là chị gọi là chữ thiên đó hả? Dạ chữ thiên ạ. Chứ mình không có viết được mấy cái chữ. Ông bà không cho em màn đến như con vấn đề luôn. Em biết viết nha, rồi ông bà không cho màn đến. Bạn đi một khoảng thời gian lâu sau này, mới gần đây này thì là ông bà nhắc lại là cái chữ này là sử dụng cho sắp đến là em soi canh cho người đời ấy. Thì đi vào cái cõi tâm linh của cuộc đời người ta, có nhiều cái thành ý mà ông bà cần người đó họ phải khắc phục ấy, thì là em viết những chú ý ra để cho người ta khắc phục ấy. Là cái chữ đó là hồi lúc nhỏ là mình đã thích viết rồi đấy ha. Lúc em đi học tự nhiên bất chợt viết được như vậy. Ở trong lớp như trong trường nào có ai thấy lạ không? Dạ em tự viết như một mình em biết thôi ạ. Dạ. Nhưng mà trong lớp đâu có ai viết giống như Thủy à? Em mình cũng không biết ạ. Dạ, mình cũng không hỏi ạ. Mà Thủy nói là cái ông bà là xây chuyển hay là dạy bảo chị viết? Dạ ông bà dạy bảo ạ. Dạy bảo hả? Vừa rồi em nhìn thấy ngài viết nhưng mà em cũng không hiểu gì hết ạ. Ngài ở trên kia đó à? Dạ, là bà mới mỗi khung mỗi cõi mỗi chỗ khác nhau vậy. Dạ thì ông bà dạy bảo cho mỗi tại tên tuổi năm ngày tháng năm sinh mỗi người cũng khác nhau mà. Mỗi người mỗi cái mệnh khác nhau mà. Nên là ông bà dạy bảo khác nhau hết ạ. Rồi bữa nay mình ở đây, rồi mình có tính là chừng nào mình đi ra chỗ khác nữa không? Dạ bà chuyển ạ, đến khi nào mà bà chuyển là biết ngay ạ. Bây giờ hiện tại bây giờ là bà vẫn đang để yên cho mình ở đây ạ. Mà thường thường á, theo em tìm hiểu về tâm linh á, là nếu mà chuyển, ông bà chuyển hay là ơn trên chuyển á, thì là phải chuyển mình về núi hay là lợi những cái am cốc nào đó, nhà thờ, nhà chùa đồ đó, chứ đâu có chuyển đi tỉnh này tỉnh kia. Tỉnh này tỉnh kia có nhiều chùa mà các cái quy trình hành trình này áp dụng trong cái kinh điển, trong cái kinh sách kinh điển của ông bà hết mà, để mà người đời cố gắng họ đối nhân xử thế, họ cùng nhau họ trao đổi họ như thế này ở dưới cái đồng bằng như thế này thì mình có ông bà dạy bảo mình đi khắp nơi như vậy. Tại vì em thấy là anh có tìm hiểu là mấy vị mà khi mà bị hành căn á, thường thường ta bị hành là chuyển về núi, đi về núi là nhiều. Mình về núi là núi nó sẽ khỏe. Dạ. Có về núi. Mình cũng có về núi Bà Đen rồi, là mình cũng có đi về núi rồi. Đi tới lui như vậy.
đó thì hiện tại thì cũng như là anh em của em cũng như là góp ý với chị Thủy gì thôi, tại vì khi mà mình đi ra ngoài mà xin tiền nhưng mà mình để cái bảng đó là không có được. Dạ. Em nói với chị là không có được. Về bên con học thì không được, nhưng mà bây giờ mình ông bà dạy bên tâm linh thì mình cũng đã được rồi mà, được năm này là năm thứ tư rồi mà, từ năm 2018 đến bây giờ. Nên là mình cũng giờ mình cũng cứ cố gắng sống như làm để được ông bà ở trên che chở. Cái đó là mình gọi là mình đi khất thực đó hả? Đó mình gọi là nếu như mà mình đã phát nguyện đi theo ở trong chùa, được dạy theo bài vở kinh sách chùa thì gọi là khất thực, nhưng mà mình chưa thì mình chưa mới tại gia thì mình gọi là đi xin ăn. À, đi xin ăn mà một ngày chị nói là một ngày mình đi xin mấy triệu bạc? Một ngày 1 triệu mấy á. Như vậy là không có được. Tại vì ở đời khi mà mình đi như vậy là phải có giấy tờ, nhờ mọi người giúp. Còn không, bây giờ mình cố gắng thử rồi chị, mình đi kiếm việc gì mình làm thôi. Biết rồi. Chứ bây giờ nếu mà chị đi ở ngoài đường mà chị cầm cái bảng như vậy là em thấy là không có được rồi đó. Rồi ví dụ như bữa nay không gặp, ngày mai ngày mốt sẽ có người quay chị lên rồi nói là chị là lừa gạt lừa đảo. Còn cái phần tâm linh thì chị giải thích thì không ít có ai hiểu đâu, tại vì nó là sự vô hình, không có thấy được. Đó thì mình giải thích là cái hiện tại người ta chỉ biết hiện tại thôi. Đó là gì đó. Thì bây giờ mình cũng cố gắng, tại bà đang chuyển mình đi chùa khắp nơi mà, thì bà dạy bảo như thế nào thì mình phải thuận theo như đấy. Khi mà mình lại một cái tỉnh ở đây, mình nói ví dụ như cái tỉnh hoặc là ngôi chùa đó, là mình ở khoảng bao nhiêu ngày mình mới đi chỗ khác? Hầu như là chưa đến 2 tuần, có khi là 20 ngày. Một lần vậy đó ha? Có ngày thì mình xin cũng chỉ được vài trăm nghìn thôi ạ. À. Không, ý nói là mình lại cái chỗ ngôi chùa đó đó. Dạ. Là khoảng chừng 2 tuần hả? Dạ. Là mình đi chỗ khác? Dạ. Chỗ khác, đi lại chỗ khác cũng là ngôi chùa luôn hay sao? Mình dạ, ở mình, gần, mình mới dạ, về chỗ, mình ở gần. Dạ. Gần chùa là để tối mình vô mình cúng lại hay sao? Dạ, mình đi cầu an ban ngày cũng đi mà buổi tối cũng đi ạ. Ừ, đi cầu an hàng đêm á, đêm nào cũng cầu an. Hàng ngày ạ. Cầu an ban ngày hay ban đêm? Hàng ngày luôn ạ. Tức ban ngày cũng có, ban đêm cũng có. Ban ngày cũng có, ban đêm cũng có ha. Rồi. Tức là một ngày mình cầu an được mấy lần? Một lần rồi cái thứ là 2 lần. Mỗi lần cầu an lâu không gì Thủy? Dạ lâu ạ. Dạ, xin thưa về lịch trình của Thủy và là các con ạ. Rồi là những cái lỗi lầm của mình ngày hôm qua. Mình có cái bài cúng nào không? Như cái bài cầu an xin rồi đó, mình có bài. Là ông bà tự dạy mình cho nên của bên trong mình tự biết rồi là tự mình thổ lộ tâm của mình ra để cho ông bà chính ạ. Nhưng mà mình có thể là mình chia sẻ cho bà con được cái câu vài câu đó, vài câu nào ngắn ngắn mà nó có ý nghĩa. Ba câu đầu thì là xin thưa dạ ông bà Phật của con ạ, dạ là ba câu đầu tiên ạ. Rồi mình xin thưa mình tạ ơn ông bà những ngày tháng mà ông bà đã che chở cho cuộc đời của các mẹ con Thủy ạ. Xin thưa ông bà thương xót mà ban cho các mẹ con của Thủy được nhiều may mắn hiện tại với lại những ngày tháng năm sau này ạ. Những gì thôi á, còn nữa không? Nhiều lắm, lúc mà mình bà cho nhập tâm xin thưa, mình xin thưa rất là nhiều. Còn cái đó là mình xong là rồi bắt đầu mình mới xin nha. Dạ. Rồi xong mình mới lại mình xin nha. Dạ. Mới đầu vô là mình cúng, mình nói như giống như mấy câu đầu vậy đó, xong rồi bắt đầu rồi sau mình mới xin. Nhưng mà cái thời gian cầu an đó là cái thời gian khoảng bao lâu á? Mình là... không có định hứa nữa đó, cũng lâu rồi. Dạ. Lâu. Lâu là mình còn nhớ 1-2 tiếng đồng hồ gì không? Một tiếng không lâu như vậy đâu, nhưng mà cũng lâu, thấy lâu hơn những thấy lâu lâu khác. Những người khác là đến mà đi, mình thì lâu lắm. Khi bà làm mệt, đang xin thưa bà